Tôi sẽ quay cận cảnh con dính mẹ cho năm con bú nha mọi người. Con dính này nó hiền với tôi. Tính ra tôi cũng nó cũng được một năm mấy rồi. Một năm nữa nha. Từ cái ngày mà nó sinh con tới bây giờ nó đợt đầu tôi không phải bắt nó, bây giờ nó mới vừa sinh con nha, tôi vẫn bắt nó bình thường, nó vẫn nuôi con bình thường nha mọi người, không phải là nó bỏ con đâu. Con này này mặc vô mọi người. Đây con tôi vẫn xả bình thường, nó không có xù lông lên. Nay nó hiền lắm rồi, dạ, to quá rồi đó. Vô con. Qua hết mùa dịch này tôi sẽ gả tất cả nhím nha mọi người, nhím con tôi sẽ gả, tôi sẽ đỡ là mấy cặp thôi để tôi nuôi trên mọi người những con này đó. Năm con hồi bữa mới sinh ra được năm con nữa, mà con nhím kia nuôi con chết hết hai con còn ba con. Bữa nó chết tôi không có quay lại cho mọi người xem.